Sopoka, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng, cần mọi ngóc ngách, combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k, dành cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn tới với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 8. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tới với những cập nhật mới nhất trên tiền tuyến trong đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Ukraine. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video với những thông tin mới nhất tại Bắc Mỹ. Tại đây diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Sau cuộc gặp mặt, Canada cam kết cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la. Hôm qua, chúng ta cũng bàn luận về việc ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 325 triệu đô la. Đồng thời, các nước phương Tây cũng cam kết viện trợ cung cấp cho Ukraine nhiều loại tên lửa tấn công với tầm bắn lên đến 300 km. Trên đây là hình ảnh thể hiện tầm bắn của loại tên lửa này từ lãnh thổ của Ukraine. Vùng màu vàng là các khu vực Ukraine có thể triển khai tấn công với loại vũ khí này. Ukraine có thể triển khai tấn công tới Belarus, Crimea, Zaporizhia, Belgorod. Như vậy, mối nguy hiểm với lãnh thổ Nga ngày càng rõ ràng. Và gần như ngay lập tức, tại Nga xuất hiện thông tin từ Zhuzhny, một hòn đảo nằm tại phía bắc Liên bang Nga. Các nguồn tin Nga đăng tải một hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các công trình tại khu vực này. Đây là khu vực dùng để thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Hình ảnh được chụp từ tháng 6 năm 2022, nhưng vì lý do nào đó, có thể là quyết định cung cấp thêm nhiều tên lửa tầm xa của phương Tây cho Ukraine, nên phía Nga đã quyết định đăng tải hình ảnh này. Và đây không phải là hành động đe dọa thông thường, mà rất có thể Nga đang từng bước chuẩn bị cách thử nghiệm hạt nhân trước khi đem loại vũ khí này ra thị uy với kẻ thù của mình. Mình cho rằng trong năm nay Nga sẽ hoàn thành thử nghiệm hạt nhân đầu tiên. Nhiều người đồn thổi về khả năng diễn ra một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn, nhưng về cơ bản không có cuộc chiến tranh hạt nhân nào. Không phải vì các nước không sử dụng chúng, mà họ cần phải tiến hành loạt thử nghiệm để hoàn thiện loại vũ khí này. Thực tế dù có hàng ngàn đầu đạn hạt nhân, nhưng cả Nga và phương Tây đang nắm giữ các đầu đạn hạt nhân quá lỗi thời từ thời chiến tranh lạnh, và họ phải tiến hành hoàn thiện trước khi đưa vào sử dụng. Đây là một nước đi cực kỳ lạnh gáy của Nga, bởi Moscow vốn sử dụng các vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới. Họ cũng có bộ ba dàn đe hạt nhân bao gồm tên lửa, tàu ngầm và máy bay chiến đấu cực kỳ mạnh. Và những diễn biến liên quan đến vũ khí nguyên tử không phải chuyện đùa. Nga cũng có thể dùng chúng vì Mỹ đã tiên phong sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến trên chiến trường. Bắt đầu từ khu vực Crimea. Tại đây ghi nhận các đòn tấn công hướng vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga. Các nguồn tin Ukraine cho biết ba quả tên lửa bay trúng đích khi quân đội nước này phóng 10 quả tên lửa. Theo các nguồn tin từ Nga, một quân nhân đã hy sinh sau đòn tấn công này. Nhưng theo thông tin từ tướng Bunanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết khoảng 9 người đã thiệt mạng, hơn 16 người bị thương sau đòn tấn công này. Đồng thời ông cho rằng những người thiệt mạng và bị thương trên tàu hầu hết là tầng lớp trung tá của Nga. Tùy theo mọi người tin vào nguồn tin của Nga hay Ukraine, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật hoặc chỉ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc. Nhưng với ý kiến cá nhân của mình, nếu các bạn có xem những video về chiến tranh hay về Liên Xô hay cả Mỹ, chúng ta đều biết họ có những hầm ngầm nơi đặt trung tâm chỉ huy. Và mình tin rằng chẳng ai dại dột đến mức tập trung sở chỉ huy trên mặt đất giữa lúc chiến sự gay gắt và Crimea thì liên tục bị đánh phá. Trụ sở này là một mục tiêu công khai và với mọi người bình thường như mình cũng dễ dàng tìm được vị trí của nó trên bản đồ. Ngoài ra, nếu xét riêng với hạm đội Biển Đen, họ có 3 căn cứ chính, một ở Sevastopol, một ở Rostov và một ở Novorossiysk. Về mặt quản lý, Sevastopol là trung tâm của hạm đội. Nhưng trong chiến tranh, quân cảng này gần như được sử dụng làm sở chỉ huy tiền phương. Các hoạt động chủ yếu được dồn về Novorossiysk. Ngay cả những tàu chiến của Nga đang di chuyển về phía Novorossiysk hay các cảng biển Azov đều giảm thiểu tối đa sức sát thương từ Ukraine. Vì vậy, không có lý do gì mà một loạt các tướng cấp tá hạng cao của hạm đội Biển Đen tập trung ở Sevastopol cả. Nhất là khi hạm đội này gần như chưa tác chiến toàn diện, họ mới chỉ đóng vai trò phóng tên lửa tập kích Ukraine từ hướng biển mà thôi. Tuy nhiên, như mình cũng đã nhấn mạnh ở trên, chúng ta sẽ không bao giờ biết được toàn bộ sự việc ngày hôm qua và tùy theo mọi người tin vào Nga hay Ukraine mà thôi. Sau vụ tấn công kể trên của quân Ukraine, quân đội Nga cũng đã ngay lập tức đáp trả bằng nhiều đòn tấn công tên lửa Onyx từ Crimea và Odessa. Trên video là hình ảnh Nga phóng tên lửa Onyx. Sau đó, theo thông tin được cung cấp bởi các nguồn Ukraine, nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại Sevka. Nhưng cho đến nay, chúng ta chưa có video hay hình ảnh xác nhận nào về vụ việc này. Thêm một khu vực khác hứng chịu đòn trả thù từ phía Nga, cụ thể là Kemenchuk. Phía Nga thông báo, sau đòn tấn công Nga đã phá hủy một bệnh viện Ukraine dùng để chữa trị cho thương binh trên chiến trường Zaporizhia.
Đây là video người quay đang tản bộ. Vài giây sau đó diễn ra vụ nổ lớn và chiếc điện thoại đã thành công bắt được khoảnh khắc vụ nổ diễn ra. Một video khác cho chúng ta thấy hình ảnh quả tên lửa đang bay trên bầu trời. Thiệt hại là cực kỳ nặng nề, một động thái đáp trả đanh thép đến từ Nga. Bây giờ chúng ta sẽ tới với những diễn biến trên chiến trường mặt đất. Chúng ta nhận được rất nhiều chi tiết cập nhật mới về việc quân đội Nga tiếp tục đánh bom, tấn công vào vị trí của lực lượng Ukraine tại khu vực lân cận sông Dnipro. Cụ thể, đây là khu vực lân cận Lyubimivka. Trên video là hình ảnh Nga phá hủy kho chứa đạn dược của Ukraine bằng bom FAB-500. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại Lviv. Trên video là hình ảnh bom FAB-500 được Nga đưa vào sử dụng. Video khác ghi nhận tại Dachi, khu định cư nằm gần cầu Antonov. Nga sử dụng bom FAB-500 để hủy diệt khu vực này. Tiếp đến với tiền tuyến Orykhiv, chúng ta có một vài video đăng tải hình ảnh một xe quân sự của Ukraine bị phá hủy sau nhiều ngày Ukraine triển khai bắn phá, giao tranh ác liệt tại khu vực này. Nhắm vào về bộ về và các con đường vận chuyển của Nga, Ukraine đã bắt buộc phải dừng đà tiến của mình và về cơ bản là bị Nga đả bại. Đúng là họ có thành công chiếm được một con đường rừng, các con hào, nhưng không có bất kỳ cuộc đột phá nào. Tình trạng chung trên chiến trường vẫn được đặt ở một trạng thái ổn định trong thời điểm hiện tại. Ukraine vẫn đang tinh kế, triển khai các bước chiến dịch tiếp theo. Quan trọng hơn, chính quyền cấp cao của Ukraine đang lên kế hoạch tạo ra một tuyến phòng thủ riêng kéo dài từ Orykhiv tới Huliapole. Về cơ bản là tuyến phòng thủ như mình hiểu trên bản đồ, xây dựng nhiều các cứ điểm, các con hào với mục đích duy nhất là không cho phép Nga tiến lên chiếm các phần lãnh thổ của mình, vì giới chức Ukraine dự đoán trong thời gian sắp tới, Nga sẽ triển khai các cuộc phản công lớn và Ukraine rõ ràng chưa sẵn sàng để đối đầu trực diện với Nga mà không có sự hậu thuẫn của những phòng tuyến này. Tiếp theo, tại khu vực miền đông, quân đội Nga cũng đã tiếp tục đánh bom, tấn công vào cứ điểm Ukraine tại Andiivka với tên lửa bom FAB-500. Hiện rất khó suy đoán Nga sẽ định làm gì với Andiivka. Mình không nghĩ họ sẽ dồn lực đánh vào Andiivka, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, họ không có khả năng làm như vậy. Vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn động, có thể kể đến như là vấn đề với hệ thống phòng không Zaporizhia, phía nam Donetsk. Vì vậy có thể Nga đang đánh vào Andiivka để gây áp lực với lực lượng Ukraine. Di chuyển lên trên, chúng ta có các tin tức về việc Nga tiếp tục gây áp lực quân sự vào vị trí lực lượng Ukraine tại khu vực lân cận Torez. Trong những tuần vừa qua, Nga đang tập trung hỏa lực tàn phá nặng nề các khu vực này. Mình cũng không biết ý định của Nga là gì tấn công vào các khu vực này. Chỉ có thể suy đoán đây là các bước chuẩn bị cho chiến dịch tấn công nào đó của Nga trong thời gian sắp tới. Nếu ta lùi lịch về một vài ngày trước, ta có thể thấy sự tập trung hỏa lực của quân đội Nga. Họ không chỉ tấn công vào hệ thống pháo phòng thủ mà còn cả hệ thống bom, tên lửa dẫn đường tại khu vực này. Chuyển tiếp lên khu vực Bakhmut, Klitschivka. Hiện tại không có thay đổi về lãnh thổ nào đáng chú ý. Video đáng để tâm nhất được ghi nhận tại những đoạn đường dây Nga chiếm đóng trước đó. Video ghi nhận hình ảnh lực lượng Nga tấn công vào vị trí lực lượng Ukraine đóng quân dọc con đường dây. Đây là một video được định vị, được đăng tải mới đây thôi. Video cho chúng ta biết được Ukraine đang triển khai củng cố vị trí của mình dọc theo toàn bộ con đường dây. Ngoài ra, chúng ta có thêm một vài video Nga tấn công vào khu vực Tây Bakhmut. Nhưng về cơ bản, đây chỉ là một vài đòn tấn công như thường lệ, không có gì quá đặc biệt. Và đó là tất cả thông tin cho video ngắn này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.